Được ngắm nhìn cặp loa tuyệt đẹp với chất âm cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết của một đèn Savin Vega VS120 đến từ Mỹ, với bát siêu trầm 30 cũng như chắc kèn. Trên cặp loa sở hữu phong cách nghe các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và kết hợp với karaoke phòng khách khá là tuyệt vời, với uy lực mạnh mẽ và lời hát ngọt ngào trên cặp loa mới và đẹp xuất sắc trước máy quay. Chúng ta có thể thấy được đẳng cấp của những dòng loa, mặc dù đây là phân khúc khá là ít tiền, chỉ nhích hơn cặp Boss 301 Series 3 vài triệu đồng thôi, trong khi cấu hình cao to lớn và uy lực mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Chúng ta sẽ thấy được rằng hoàn toàn nó thể hiện xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi quý vị nắm giữ được những cặp loa tuyệt đẹp trước máy quay. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức một vài đoạn nhạc quen thuộc nữa, và quý vị sẽ thấy được rằng với sự thể hiện ngoài mong đợi trên Savin Vega VS120 đến từ Mỹ. Oh,
Với tiếng bát uy lực mạnh mẽ như chúng ta đang được thấy trước máy quay, xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại câu hình cặp loa tuyệt đẹp đến từ Mỹ. Trước máy quay, quý vị vừa được thưởng thức chất âm và đang được ngắm nhìn cặp sạc pin Vega model VS120 được trang bị với phần thùng gỗ màu nâu vàng rất là đẹp và sang trọng khi trưng bày ở phòng khách, với chiều cao lên tới 82, ngang 42 và sâu 38, công suất 500W trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy 97 dB. Rất đẹp, quý vị ngắm nhìn ở tường đi cận cảnh. Với một bát siêu trầm 30, gân cao su đỏ đặc trưng của sản phẩm Vega, cũng như hai cái lỗ mũi hình cái loa, xương đúc nam châm từ trắng, một trung âm 16 và một quả chắc kèn trên model sạc pin Vega VS120 đến từ USA. Đó, quý vị thấy đẹp không ạ? Rất đẹp, thùng vách của nó đẹp tuyệt vời. Từng cm, từng góc cạnh. Bên hông, phía sau lưng, chúng ta quan sát ở cửa ni cận cảnh và thực tế nhất. Hai cái ống hơi rất lớn thở về phía dưới chân sau lưng, cũng như phần logo sạc pin Vega series VS120, và đây là trang bị luôn cầu chì. Ở bên trong cái hộp này là bóng cầu chì bảo vệ cho hệ thống check, hai cầu nối đen và đỏ cho âm dương. Tất cả cặp loa còn nguyên bản, đẹp xuất sắc. Mỗi thùng loa trang bị hai ống hơi lớn trên cái thùng với kích thước khá là ấn tượng, mang lại cho tiếng trầm thể hiện cực tốt trên cặp loa này. Quý vị thấy đẹp. Bỏ ra hơn cặp Bose 3 này, một series 3 vài triệu đồng rồi, chơi cặp loa này ngắm đã đủ phê rồi, đẹp rồi. Còn nghe thì chắc thằng trẻ trâu cũng biết tới rằng là những cặp loa này tiếng của nó rất là phê. Đó. Nó to, một chiếc loa này chắc nó phải bằng 3 cái loa Bose 3 này, một tiếng bass cũng như vậy, uy lực đánh cũng như vậy. Chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn là một trong những model loa khá là phù hợp, rất là được ưa chuộng ở phân khúc giá tiền tầm trung rẻ tiền, hay nhích hơn 301 vài triệu đồng. Hay nói cách khác thì anh em thấy rằng một cặp bát 30 thôi, như là B3 hàng xịn, gọi vui vui hàng hiện của tàu khựa thôi, B3 Đức mà tàu khựa làm rồi, cũng mười mấy triệu bạc rồi, 13-14 triệu bạc rồi, chẳng đại gì mà phải chơi tàu khựa làm gì, cứ hàng xịn để mà chơi. Quý vị nghe cho nó phê, không nghe thì ngắm thì nó cũng xứng đáng, chẳng bị thuốc giá và cũng chẳng bị đắt đỏ. Đây là một trong những điều mà tôi chia sẻ rất là kỹ. Tôi đang phối ghép, và phần phối ghép thì chúng ta đã thấy rồi, mở cái gì cũng hay, mở từ trên TV thôi. Quý vị nghe trong phòng nghe